Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Khởi tố kẻ chiếm đoạt 100 triệu đồng của vợ nạn nhân rào trong bà. Sau khi thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng nhẫn tâm chiếm đoạt tiền ủng hộ vợ nạn nhân tử vong trong vụ sạt nở ở thủy điện rào trong bà. Và sáng ngày 26 tháng 10, đại tá Nguyễn Tường Vũ, phó giám đốc công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Phúc, 23 tuổi, quê Quảng Nam, để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo điều 290 của Bộ luật hình sự. Đối với lời khai trước đó, đối tượng Phúc còn thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên cả nước. Đại tá Vũ cho biết công an đang tiếp tục làm rõ. Trước đó, ngày 24 tháng 10, sau khi xác định được nghi phạm, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông đã thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Phúc, đồng thời thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phúc ở Quảng Nam và thu giữ được 9 điện thoại di động, 6 sim điện thoại, 6 thẻ ngân hàng, một máy tính xách tay, vân vân. Như đã phản ánh, sau khi chồng mất trong vụ sạt nở ở thủy điện Rào Trăng Bà, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều mạnh thường quân đã ủng hộ chị Lê Thị Thu Thảo, ngụ ở xã Lâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông hơn 250 triệu đồng. Ngày 20 tháng 10, đối tượng Phúc đã gọi điện giả vờ thăm hỏi và nói muốn ủng hộ chị Thảo 6 triệu đồng, lấy lý do tiền gửi từ nước ngoài về. Đối tượng Phúc đã gửi tin nhắn và hướng dẫn chị Thảo nhấn vào đường link đã cung cấp. Chị Thảo làm theo yêu cầu của đối tượng Phúc thì phát hiện số tiền trong tài khoản ngân hàng mà mọi người ủng hộ đã bị mất 100 triệu đồng. Tiếp nhận tin báo, công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Bộ Công an và công an một số tỉnh nhanh chóng tìm ra đối tượng chiếm đoạt tiền của chị Thảo tại cơ quan công an. Bước đầu, đối tượng Phúc khai sau khi đọc bài báo kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ cho gia đình chị Thảo, đối tượng Phúc nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền ủng hộ. Khi chị Thảo thực hiện theo, đối tượng Phúc đã lấy tài khoản, mật khẩu và xác nhận chuyển tiền vào tài khoản đã chuẩn bị sẵn. Từ tài khoản này, đối tượng Phúc tiếp tục chuyển vào tài khoản của các đối tượng khác để trả nợ. Đối tượng Phúc cũng khai nhận với thủ đoạn tương tự, Phúc đã lừa được nhiều người trên cả nước với số tiền rất lớn. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.